3 từ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Xin chào các bạn. Trong cuộc sống, có rất nhiều yếu tố giúp chúng ta thay đổi được số phận. 3 từ được nhắc đến dưới đây nằm trong số đó. Hãy cùng tìm hiểu và suy ngẫm xem điều này có đúng hay không. Cuộc sống này luôn có quy luật và có những đạo lý thực sự đơn giản. Chỉ cần áp dụng là tức khắc, cuộc sống sẽ trở nên có quy luật. Và một khi đã tuân thủ các quy luật của cuộc sống rồi, cuộc đời chúng ta tự nhiên cũng sẽ trở nên thuận lợi. Ví dụ như ba đạo lý này, cuộc sống càng đơn giản lại càng thoải mái, dễ chịu. Càng siêng năng chăm chỉ sẽ càng đủ đầy và càng khoan dung với nhau thì giữa người với người càng tràn ngập tình yêu thương, dễ chung sống. Con người sống trên đời, chỉ cần điều chỉnh tâm tính một chút sẽ thấy cuộc sống thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Tính khí tốt đẹp, tâm trạng cũng sẽ tốt dần theo. Và khi tâm trạng tốt rồi, thỉnh thoảng trong cuộc sống có đôi chút chuyện nhỏ cũng không cần lo lắng. Tâm trạng tốt, tính khí tốt, chúng ta sẽ mỉm cười cho qua những chuyện chưa vừa ý, lòng sẽ không còn phiền muộn, cuộc sống nhờ vậy mà nhẹ nhàng, yên bình hơn. Để làm được như thế, chỉ cần nhớ kỹ ba từ khoan, nhường, nhạt, chúng ta sẽ tìm thấy vận may giữa cuộc đời. Một, khoan, có nghĩa là khoan dung. Một khi có sẵn lòng khoan dung, cơn tức giận của bạn sẽ nhanh chóng bị chế ngự và dần dần lắng xuống trước khi biến mất. Những người có lòng khoan dung, nhân hậu họ sẽ không bao giờ bận tâm đến những chuyện vặt vãnh không đâu. Họ cũng sẽ không vì sai sót của người khác mà tức tối, oán giận, bực mình. Thực ra, xuất phát từ tấm lòng khoan dung nhưng hành động đó còn là biểu hiện của sự khôn ngoan, không để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực vì lỗi lầm hay khuyết điểm của người khác. Trong cuộc sống này, 10 chuyện thì có đến 8, 9 chuyện không như ý. Bởi thế mà đời người đâu nhất thiết phải gồng lên để chuyện gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Tình cảm cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng được như ý muốn. Chỉ khi chúng ta khoan dung, mở lòng với mọi người, chúng ta mới dễ dàng tìm kiếm được hạnh phúc, trở thành người vui vẻ. Đôi mắt chan chứa sự khoan dung đối với mọi vật, trái tim tràn đầy sự khoan dung đối với mọi việc. Đối xử với mọi người bằng một trái tim khoan dung, nhân hậu, bạn sẽ phát hiện ra một điều. Tâm trạng không tốt rồi cũng trở nên tốt hơn. Những chuyện nhỏ nhặt không bao giờ đáng để nhắc tới. Cái gọi là ân oán là vô hại. 2. Nhường, có nghĩa là nhường nhịn. Nhường nhịn một chút, trời yên biển lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Đôi khi đời người không cần quá cố chấp, bảo thủ, như vậy chúng ta sẽ không còn thấy mệt mỏi và áp lực. Không nghĩ ngợi quá nhiều, như vậy sẽ không thấy phiền lòng. Nhường người khác một bước, không có nghĩa là chúng ta sợ họ, cũng không phải vì chúng ta nợ họ mà là vì chúng ta đang trân trọng họ mà thôi. Nhường người khác, không phải vì chúng ta hổ thẹn với họ, cũng không phải là chúng ta sợ phạm phải sai lầm mà chỉ là không muốn tranh chấp với họ mà thôi. Nhường nhịn là một cách để tha thứ, thu lại tính khí nóng nảy của bản thân, để lại cho nhau một đường lui, để chuyện lớn hóa chuyện nhỏ hóa không có gì, mối quan hệ sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà chúng ta cố chấp. Trong cuộc sống này, có lẽ cũng đã có quá nhiều ví dụ khiến chúng ta phải giật mình hoảng sợ vì thói cố chấp của người đời. 3. Nhạt, có nghĩa là xem mọi chuyện đơn giản. Đời người, ai cũng xứng đáng để có được niềm vui, niềm hạnh phúc, chỉ là bản thân mỗi người chưa học được cách bỏ qua mà thôi. Có những chuyện, bạn càng đắn đo suy nghĩ thì trong lòng bạn lại càng thấy nặng nề hơn. Có những chuyện, bạn càng lo lắng thì bản thân lại càng mệt mỏi hơn. Sao không thử nhìn mọi việc theo cách đơn giản hơn? Nếu là lận đận, trớ trêu hay thế nào đi nữa, thì cũng có lúc mọi việc sẽ qua và chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Nếu là tranh chấp, thì rồi cũng có những lúc lắng lại, dịu lại. Cuộc sống thay đổi liên tục, chúng ta cần dùng một trái tim bình thường để đối mặt với điều này. Chuyện gì cũng nên xem đơn giản một chút, để những gì nên đến sẽ đến, nên đi sẽ phải đi. Cố gắng, nỗ lực vun đắp hạnh phúc của bản thân, những gì thuộc về bạn, nó vẫn luôn ở bên cạnh bạn thôi. Hãy nhớ một điều, nóng nảy không thể giải quyết được vấn đề của bạn, ngược lại còn khiến mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tức giận không thể nào làm dịu lại tâm trạng của bạn, ngược lại còn khiến bản thân bạn càng phiền lòng hơn. Những lúc tức giận, nhìn thoáng ra một chút, trong lòng bạn mới có thể bình tĩnh được trở lại. Trái tim không dao động, ắt sẽ không đau lòng. Những người đi qua cuộc đời chúng ta rất nhiều, người hiểu chúng ta sẽ vì ta mà dừng lại. Người không hiểu chúng ta, hà cớ gì phải tranh cãi cho mệt mỏi, căng thẳng. Đối xử với mọi người bằng trái tim khoan dung, nhân hậu, việc chung sống với nhau sẽ ngày càng ấm áp hơn.
nhìn nhận mọi việc bằng thái độ khoan dung, nhân hậu, cuộc sống mới càng thêm ung dung, thư thái. Nếu thấy video này hay, các bạn có thể nhấn nút like và đăng ký kênh Vani TV để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt các bạn.